Đây đây đây, vẫn là buổi thứ hai thôi. Nhưng đây là khúc cuối của buổi tập thứ hai á. Khúc này là thầy cho tôi ghép từ đầu cho tới hết bài luôn. Mà có những cái lỗi sai rất là căn bản luôn, mọi người bị hoài. Ví dụ như giờ mọi người thấy hai cái bàn chân của tôi không, nó đang tách ra đúng không? Chứ khúc sau á, là lúc mà tôi làm nhanh á, là hai cái chân của tôi, hai cái bàn chân nó đặt lên nhau. Thì cái khúc đó tôi duỗi ra nó rất là chậm và mất nhịp của bài. Đây này, đây này, đây này, chuẩn bị tới cái khúc mà cái chân của tôi nó đặt lên nhau này, mắc cười lắm. Đó, 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 thầy đánh tôi một cái. Tôi mới biết là tôi đang sai cái gì. Ông thầy tôi cũng sửa tôi hoài đến mức mà hả? Bao giờ cũng để ý hai cái chân nó có đặt lên nhau hay không. Clip thì ngắn thôi để cho mọi người coi đỡ chán á, nhưng mà thật ra là tập đi tập lại liên tục nha mọi người, không nghỉ là cũng phải 20-30 lần luôn á. Có những bài nha, tôi đeo đồng hồ tôi đo nhịp tim thử á. Có những bài nhiều khi nhịp tim của mình tới 171 luôn, có nghĩa là bằng cái sức mà tôi chạy bộ khoảng tầm mức 11 luôn á. Nên là đi tập nhảy cũng tốn sức lắm. Với một phần là tôi bỏ học nhảy lâu rồi, bây giờ đi tập gym nhiều, cái xong quay lại người nó cứng ngắc à. Nên sẽ mất nhiều thời gian hơn để cơ thể mình nó mềm mại ra lại. Học nhảy cũng siết bụng, cũng siết chỗ này chỗ kia dữ lắm, chứ đâu phải là muốn nhảy là nhảy đâu. Rồi bây giờ bắt đầu vào nhạc nè. Còn một buổi nữa để chút động tác tôi sẽ úp sau.